tôi thì nó cũng đến khá là bất ngờ. Tại vì ban đầu khi mà mình học thì mình học trong cái lĩnh vực du lịch, thì mình không nghĩ là mình sẽ đi theo nghề giáo đâu. Mình cũng đi làm về du lịch, mình cộng tác với các công ty trong lĩnh vực du lịch. Thì lúc đó cô giáo cũ liên hệ lại và nói là mình có mong muốn đi với nghề giáo hay không. Thì lúc đó mình cũng rất là băn khoăn nhiều thứ. Mình thích du lịch nhưng mà nếu mà học nghề giáo thì liệu mà mình có phù hợp hay không, mình đứng liên một chỗ như vậy có phù hợp hay không. Rồi sau đó mình quyết định là thử với nghề giáo. Hầu như là trong cái quá trình đó mình kinh qua tất cả những cái công việc trong một cái khoa đào tạo mà về du lịch. Cuối cùng mình bị cuốn theo cái nghề đó với sinh viên, trên những chuyến đi với sinh viên, chia sẻ rất là nhiều điều với các bạn và bên cạnh đó mình cũng học được rất là nhiều thứ. Kế tiếp thì nếu muốn làm việc trong lĩnh vực nhà giáo thì mình nghĩ là mình cần phải tiếp tục học. Mình xin được một cái học bổng tiến sĩ cũng tại Pháp. Thì mình cũng nỗ lực hết sức để vừa hoàn thành cái việc đó là việc nghiên cứu của mình, cũng vừa nỗ lực để hoàn thành cái công tác giảng dạy, nó không bị gián đoạn trong cái giai đoạn mà mình đi học. Thì sau đó lại tiếp tục công tác và cứ thế mình cứ đi theo nghề và trên những cái chuyến đi với sinh viên, chia sẻ với sinh viên, thì mình càng ngày mình càng gắn bó với nghề nhiều hơn và mình yêu thích nó hơn. Muốn nói với mình đó là sinh viên á, bên cạnh cái mảng, tất nhiên cái mảng chương trình đào tạo là mình phải đảm bảo cho các bạn rồi, đảm bảo về mặt chất lượng chương trình đào tạo, thì bên cạnh đó đó là những cái hoạt động trải nghiệm dành cho sinh viên. Thì mình mong muốn là mình tạo được những cái hoạt động trải nghiệm cho các bạn. Thì những cái hoạt động trải nghiệm này nó gắn liền trong cái quá trình 4 năm học của các bạn, nó lồng ghép vào chương trình đào tạo luôn. Ví dụ như là những cái việc mà có những cái chuyên gia trong cái lĩnh vực du lịch đến chia sẻ cho các bạn xuyên suốt trong cái quá trình đào tạo, cho các bạn có cơ hội tiếp cận với những cái xu hướng mới trong nghề, thì đó là điều đó rất là quan trọng với các bạn. Và bên cạnh đó thì mình nghĩ một cái điều rất là quan trọng hiện nay đó là mô hình học tập thông qua phục vụ cộng đồng. Các bạn sẽ được thực hiện những cái dự án phục vụ cộng đồng và từ đó các bạn sẽ học hỏi, tích lũy và rút ra được cho mình những cái kinh nghiệm cho cái nghề nghiệp tương lai rất là nhiều. Đối với sinh viên khoa du lịch của PVU thì có một cái lợi thế nhất định, đó là nằm tại thành phố biển Vũng Tàu. Thì đối với thành phố biển Vũng Tàu thì tất cả mọi người đều biết đó là một trong năm thành phố, top 5 thành phố đáng sống nhất của Việt Nam. Và cái môi trường du lịch ở đó, đó là một cái điểm đến mà có một cái hệ sinh thái về du lịch rất là năng động và liên tục phát triển. Thì đó là lợi thế của sinh viên trong lĩnh vực du lịch, mà khó có những cái trường nào mà có được nằm ngay trong một cái điểm đến du lịch rất là năng động như vậy. Thì trong cái cấu trúc chương trình lúc nào cũng có gắn liền theo cái mô hình gắn liền giữa nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng. Thì như vậy thì nhà trường đó là việc trang bị những cái kỹ năng thực hành tại chỗ cho sinh viên. Trước khi mà bung các bạn đi ra ngoài phía doanh nghiệp thì các bạn biết được điều gì đó, các bạn có khả năng thực hành được một số những cái nền cơ bản. Khi mà các bạn thực hành, thực tập tại doanh nghiệp á, thì các bạn sẽ phát triển cao hơn một bậc nữa và các bạn có thể biết được thực tế trong doanh nghiệp nó là như vậy, bây giờ mình có thể thay đổi như thế nào cho nó phù hợp hơn. Và cái thứ ba, giống như hồi nãy mình có nói, đó là việc học thông qua những cái dự án phục vụ cộng đồng sẽ làm cho các bạn tiến bộ hơn trong việc lĩnh hội kiến thức, trong việc phát triển những cái năng lực nghề nghiệp trong tương lai. Thì đối với BBU á, thì ở khoa có những cái ký kết với những cái doanh nghiệp về lưu trú và du lịch trên địa bàn là trước tiên và sau đó là những cái địa phương khác. Các bạn trong một cái môi trường mà du lịch nó năng động như vậy thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn so với những cái địa phương khác. Thì cái điều này cũng cho thấy được một cái việc, đó là 95% sinh viên của khoa du lịch PVU có việc làm ngay khi tốt nghiệp. Thì cái đó là một cái tỷ lệ khá là cao, và không dừng lại ở việc này mà tập thể khoa du lịch sức khỏe của BBU còn mong muốn và cố gắng tạo thêm nhiều những cái chương trình trải nghiệm để ngày càng nâng tầm của các bạn lên hơn nữa. Và trong đợt vừa
rồi thì BBU là một trong những trường đại học rất là trẻ đạt được chứng nhận QS Star 4 sao. Thì đó là một cái niềm tự hào và vinh dự cho tất cả toàn thể gọi là cán bộ, giảng viên và nhân viên của BBU. Và trong đó có một tập thể đó là của khoa du lịch và sức khỏe. Và như vậy thì giống như ban đầu mình có nói đó là để có thể hoàn thành được gọi là cái sự phát triển của ngành du lịch của BBU, đóng góp vào trong cái sự phát triển chung của du lịch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu á, thì mình sẽ bắt đầu, mình nghĩ là sẽ bắt đầu từ những công việc rất là nhỏ dành cho sinh viên, giống như mình nói ban đầu nó là những trải nghiệm sinh viên, và bên cạnh đó là một hãng chương trình đào tạo. Thì khoa du lịch của BBU sẽ xác định đó là du lịch sức khỏe là một trong những ngành gọi là được ưu tiên phát triển của BBU. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam thì có lẽ em quay lại một tí xíu trong một cái bài thơ của một nhà thơ người Pháp, đó là Jacques Prévert. Thì trong cái bài thơ nói về Le chat et l'oiseau, tức là con mèo và con chim, thì cái câu cuối nó như là một lời nhắn nhủ rất là có ý nghĩa, đó là đừng làm việc gì nửa chừng hết. Thì mình cảm thấy cái điều đó nó tác động thật sự sâu sắc đối với mình. Cho nên gọi là nếu mà làm bất kỳ, mình đã quyết tâm mình làm chuyện gì thì làm nó đến cùng với tất cả những gì mình có. Mình làm đến cùng đến tất cả những gì mình có thì mình muốn chia sẻ đối với tất cả thầy cô giáo, đó là chân tướng đau mềm và kiên định mục tiêu của mình. Thì mọi sự thay đổi lớn nó sẽ bắt đầu từ những hành động rất là nhỏ, cho mình kiên trì cái gì đó.